Rồi chào các bạn. Hôm nay mình ghé lại chùa Hồng Sơn. Mình quay lại có một số cây cảnh rất đẹp cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đa phần là cây xanh đó các bạn. Và nhiều cái cây rất là độc đáo. Đó, trước mặt các bạn cũng nhìn thấy. Cả vườn xanh luôn á các bạn. Rồi mình chi tiết cho các bạn xem riêng một cái cây dáng trực, cây dáng trực hoành, các bạn nhìn thấy rất là tuyệt vời, cây rất là cao lớn, cây này chắc cũng phải là gần 3 mét, mình phải đứng rất xa mới nhìn thấy đó các bạn. Đó, tay cành lên trên đó các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Rồi mình chi tiết hơn cho các bạn xem. Cái chậu thì nói chung là nó cũng bình thường, nhưng mà riêng về phần gốc rễ và phần thân đó các bạn, các bạn thấy lên trên tay cành khá là thuộc. Tạo tán rất là rậm rạp và từng chi tiết rất là đều đặn đó các bạn. Bạn thấy một cái dáng trực hoành rất là đẹp, phải nói là tuyệt vời. Đây một cây nữa cho các bạn xem, tuy là nhỏ nhưng mà được ốp đá san hô đó các bạn. Lên là tạo một cái thế rất là đẹp cho cây. Đây các bạn nhìn thấy đó là những cái phần rễ nó đổ đó các bạn, và nó đeo chùm xuống, phơi một cái thân hình lên trên những cái đá san hô đó các bạn. Đó, tay cành các bạn thấy rất là thuộc. Chung khá là nhiều luôn các bạn. Rồi để mình chi tiết thêm cho các bạn xem. Trước mặt các bạn nhìn thấy đây là một cái dáng xanh này khá là đẹp. Riêng về phần tay cành đó thì các bạn nhìn thấy. Và cái phần gốc đó các bạn. Các bạn thấy cái phần gốc rất là tuyệt vời. Đó, nó chùm trở lại. Những cái rễ nó ôm chặt đó các bạn. Và lên trên. Nói chung cây này cũng nhỏ, nhưng mà cái chiều ngang rất là rộng. Nó cũng dạng trực hoành luôn các bạn. Tán rất là to. Rồi để mình chi tiết thêm cho các bạn xem. Hiện tại là cây được trang trí ở ngoài sân nha các bạn. Đây, cho các bạn xem một cái tác phẩm dáng bay nằm trên một cái đá san hô. Phải nói là tuyệt vời. Phơi cái gốc lên trên đó các bạn. Tạo ra một cái dáng bay cho cái phần gốc và phần thân. Rễ nó cũng đổ xuống. Và phần trang trí phía dưới đó cũng những cái rặng đá san hô đó, nhìn nó cũng bắt mắt đó các bạn. Và những cái đọt bay của nó các bạn, thì các bạn nhìn thật kỹ là những cái rễ nhỏ đổ xuống đó, người ta thắt trở lại, trong ngó cũng lạ mắt đó các bạn.
Đó thì khi rễ mà còn nhỏ đó các bạn, cái mình thắt nó lại, rồi càng lớn lên đó là nó ôm chặt. Đó, rồi mình cho nó lên những cái rặng đá đó là nó thắt chặt vô rất là đẹp, nó bám rất là chặt. Đây là phần gốc đó các bạn, các bạn thấy phần gốc. Nói chung cây rất là thuộc. Nó tay cành cũng rất là no, đầy đủ những cái tán lá. Nhưng rất là độc đáo. Rồi mình chi tiết xa xa cho các bạn nhìn ngắm toàn cảnh một tía cây rất là tuyệt vời. Nói chung cái khu vực chỗ này là toàn là cây xanh không đó các bạn. Thì mình sẽ review hết cái chỗ đây cho các bạn xem. Các bạn thấy có nhiều dáng nó khác nhau. Rồi tiếp tục cho các bạn nhìn ngắm một cái tác phẩm cây xanh này khá lớn. Cây này rất là to đó các bạn ơi. Phải nói là rất to, chậu cũng rất là lớn. Mình đứng rất là xa mới nhìn thấy được, cũng không thấy được trọn vẹn đó các bạn. Cây rất lớn. Cây này cũng như là nó rất là già, thuộc như cổ thụ đó các bạn. Các bạn nhìn thấy rễ rất là nhiều. Phải nói là rễ rất là nhiều. Trên một chiếc chậu này là 4 mét bề dài đó các bạn. Cây này chiều cao cũng tầm trên 3 mét rưỡi đó các bạn. Và nó có một cái tay bay đó. Cái tay bay này cũng khá là độc đáo đó. Nó bị eo lại và nó cho xuống những cái cọng rễ thẳng xuống. Khá là lớn đó các bạn. Lớn chứ không nhỏ. Cái tác phẩm này phải nói là quá khủng. Nó là rất là lớn luôn các bạn. Mình phải lùi hết cỡ luôn á, mới có thể thấy được hết một cái tác phẩm luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn ấy, nhìn thấy quá là khủng, đứng rất là xa mới thấy hết toàn cảnh của nó. Rồi tiếp tục cho các bạn xem nữa. Bởi vì mỗi tác phẩm, mỗi gốc cây xanh nó có một cái hình dáng khác nhau, không cây nào giống cây nào. Và riêng vì cái cây này các bạn thấy nhìn rễ nó thì nó xuống kín cái phần gốc luôn các bạn. Nó ôm chặt vô thân rồi nó phủ kín thân luôn, khó có thể thấy phần thân nữa các bạn. Cái dáng này thì nó cũng thường thôi, nhưng mà nó nhờ cái phần rễ đổ rất là nhiều. Cây cũng rất là tốt tươi. Rồi tiếp tục cho các bạn xem. Phải nói là rất là độc lạ luôn các bạn. Đấy, một tác phẩm nữa. Tác phẩm này nó cũng hơi quái đó các bạn. Rất là quái. Vì phần thân của nó là theo như mình nhìn thấy là cái phần thân của nó chết rồi các bạn. Nó chỉ còn sống nhờ những cái phần rễ thôi. Riêng phần thân là nó đã chết rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là phần thân đó. Nó mục chết rồi đó. Và cây được sống nhờ những cái phần rễ đổ xuống á. Rễ khá là to. Đó, cũng nhiều cọng rễ lớn này. Để nó nuôi lên trên phần trên đó các bạn. Rồi mình chi tiết hơn cho các bạn xem cái phần thân nè. À, các bạn thấy cái phần thân nó đã mục rồi. À, nó rất là mục rồi, không thể sống. Và cây phải nhờ vào những cái phần rễ. À, cây rất là tươi tốt nha các bạn. Thay cành rất là đều đặn. Nó sống nhờ phần rễ không đó các bạn. À, cây này cũng rất là quái đó các bạn. Sau một thời gian ngắn nữa thì cái phần thân này nó sẽ rớt ra
bởi vì nó mục rồi. Là cây này nó rất là quái, vì lý do là nó không có thân để sống mà nó sống vào những cái phần rễ đó các bạn. Đó, nó cũng khá là độc đáo. Rồi bên trong mình chi tiết, bên trong nó cũng có một chậu nữa. Phần này cái cây này nó cũng cũng hay hay. Các bạn nhìn thấy là cũng khó nhận ra cái phần thân của nó, bởi vì toàn là rễ, rễ và thân nó bằng nhau nên cũng khó nhận ra. Mà thân rễ đều ngoằn ngoèo. À, các bạn nhìn thấy rất là khéo nè. Đó, từng chi tiết nhỏ phải nói rất là khéo luôn các bạn. Đó, nó cũng thuộc dạng dáng bay. Khá nhiều nhiều luôn á các bạn. Đó, rất nhiều chậu. Nó cũng người ta ship cũng không được ngay hàng lắm các bạn, vì nó cũng chật chội đó. Nên vấn đề quay thì toàn cảnh tác phẩm nó cũng hơi khó đó các bạn. À, các bạn cũng thông cảm. Rồi để mình chi tiết hơn cho các bạn xem một cái, cũng một cái gốc xanh mà nó ôm một cái lu đó các bạn. Cái lu này nó khá là cao. Phải nói là đó, trước mặt các bạn nhìn thấy một cái lu khá là cao. Cây thì cũng nhỏ thôi. Nó nằm trên, nó đổ xuống trên một chiếc lu. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Tiếc quá mình không có đi vào bên trong được các bạn, vì nó chật quá. À, mình cũng cố gắng đi vào bên trong cho các bạn xem thêm mấy cái tác phẩm nữa, nó cũng tầm trung. Cũng tầm trung thôi. Cũng khá là đẹp. Đây, cũng như là trước mặt các bạn một cái gốc xanh. Gốc xanh này cũng tầm trung. Đó, nó rất là khéo. Ôm lên những đá san hô đó. Nói chung là bị ngay ánh nắng, người ta cũng che chắn lại bớt để nuôi dưỡng cho cái phần rễ đó các bạn. Nó khá là đẹp. Rất là nhiều nhiều luôn các bạn. Phải nói là rất là nhiều. Bạn nhìn thấy đây là cái tác phẩm này cũng tầm trung nè, nhưng mà cây cũng khá là già, trên phần thân nó cũng mọc trong rêu, bám lấy rất là xanh luôn các bạn. Cây khá là già luôn à. Để mình gần hơn cho các bạn xem cho nó rõ. Đây các bạn nhìn thấy phần rễ nó bám chặt với những cái rạn đá nè. Cây này cũng tầm khoảng hơn 1 mét thôi. Mà cây rất là già. Là nghệ thuật đó các bạn. Phải nói là nghệ thuật. Đó, trước mặt các bạn cũng có một cái chậu tròn. Một cái tác phẩm cây xanh này cũng quá bình thường. Nhưng mà nhìn cho thật kỹ thì nó cũng khá là đẹp, vì nó có một cái bộ rễ đó các bạn. Phải nói là nó rất là đẹp. Cái khu vực chỗ này chắc cũng tầm phải vài chục cây đó các bạn. Nó cũng rất là chặt nên mình chi tiết cũng rất là khó đó các bạn. Rồi thì thôi, đến đây thì video mình chắc cũng phải tạm dừng. Hẹn các bạn lại video tiếp theo. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ.
Rồi mình mến chào các bạn.